Cornell có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dòng tranh đèn phòng thờ, tranh trang trí nội thất, với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, chuyên môn cao từ khâu tư vấn, chăm sóc khách hàng đến khâu thiết kế hình ảnh và kỹ thuật in ấn. Cùng hệ thống nhà xưởng hiện đại, Decornell đã và đang không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm của mình để khẳng định sự khác biệt và độc đáo trên thị trường. Theo đúng châm ngôn, chúng tôi sáng tạo, bạn tận hưởng. Sản phẩm chủ lực của chúng tôi, tranh đèn phòng thờ, lấy cảm hứng từ nghệ thuật đồ họa trúc chỉ truyền thống, giao thoa với công nghệ hiện đại, từ đó cho ra dòng tranh in UV sắc nét, giúp tranh vừa bền màu, nhẹ nhàng, tinh tế, lại vẫn giữ được nét đặc trưng mộc mạc của họa văn trúc chỉ. Có bao giờ bạn nghĩ nếu cảnh vật trong bức tranh có thể chuyển động uyển chuyển và trở nên sống động như thật thì sẽ như thế nào chưa? Chúng tôi gọi thiết bị này là hộp video 3D. Với việc ứng dụng công nghệ quang học tân tiến nhất tại Việt Nam, giúp người xem được trải nghiệm những thước phim ngắn hoặc hình ảnh 3D sống động như chạm vào thực tế. Tùy vào góc nhìn người xem mà cảnh sắc lại thay đổi, chuyển động. Thiết bị này chính là cơ sở và là nguồn cảm hứng cho dòng sản phẩm mới nhất của Decornell. Công ty Decornell trong quý gọi tên dòng sản phẩm này với cái tên tranh xá lợi, nhằm gửi gắm những thông điệp tốt đẹp, tinh túy và phước lành nhất vào trong sản phẩm mà hữu duyên đến được tay quý khách. Tranh được gia công 7 lớp tỉ mỉ, tượng trưng cho 7 bước chân của Phật nở ra 7 đóa hoa sen. Nhờ ứng dụng hiệu ứng khúc xạ ánh sáng độc đáo, cảnh vật trong tranh có thể chuyển động mềm mại tùy theo góc nhìn người xem, khiến mọi thứ trở nên sống động uyển chuyển. Quý khách có thể thấy những tia nắng đang tỏa ra khắp không gian, len qua từng đài sen và như đang chạm tới người xem vậy. Vạn vật đất trời phía xa lại rất có chiều sâu, như ngay trong tầm mắt chứ không đơn thuần chỉ là một bức tranh. Mọi chi tiết trên tranh, từ mặt tranh tới khung tranh, kể cả hộp đèn đều được xưởng gia công tỉ mỉ, cẩn thận để đảm bảo trải nghiệm thị giác được trọn vẹn nhất có thể. Tranh xá lợi 3D như 2.000 lời thành kính dâng lên các bậc hiền nhân, sang trọng, trang nghiêm và độc đáo chính là những tính từ chính xác nhất để miêu tả sản phẩm này. Hữu duyên trò chuyện với Decornell qua hotline 032 888 9398 để được tư vấn miễn phí và trở thành những khách hàng đầu tiên thỉnh được tuyệt tác độc đáo này. Chúng tôi đặt uy tín, chất lượng lên hàng đầu. Trong cuộc sống có rất nhiều điều quý giá, nhưng quan trọng nhất vẫn là chữ tâm, chữ tính.